Tôi xin được phép hát bài ca là Đức Phật Thích Ca Tầm Đạo, đó là Ánh Đạo Vàng. Mình thắp hương để cầu nguyện cho bác hai được về cõi Phật. Và đây là hai bài ca nói về câu chuyện cuộc đời của Đức Phật. Thưa Thái tử, mời Thái tử hãy trở về thành nội Sa Đà. Ta muốn ở lại đây, ta muốn viếng thăm bốn cửa thành sau một buổi chiều du. Kìa, có một người đang nằm nơi bán lộ trông có vẻ đáng thương. Thưa Thái tử, người đã chết rồi đấy, ta cũng sẽ chết như người. Danh vọng bạc tiền đều bỏ nó trần thế để trở về cát bụi. Đêm nay ta sợ lại đây, dù ngoài trời sương rơi giá lạnh. Ta muốn xót chịu nỗi khổ đau của muôn dân đang sống trong cảnh hầm yêu đói lạnh cơ. Từ lâu nay ta sống trong điện ngập cung vàng, ta tưởng muốn người ai cũng an cư lạc nghiệp, nhưng ta đâu có ngờ sự thật quá xót sâu. Từ cửa nam nghe tiếng trẻ khóc nô hoa, lên cửa bắc thì gặp một lão già đói lạnh. Và giờ đây ta gặp một người nằm nơi bán lộ, ta mới biết rằng người sắp lìa xa như thế. Hoàng đã định nhân sống phải có đức độ từ bi biết giúp nhau trong cảnh khổ nghèo. Cùng chia sớt cho nhau bao cái đắng ngọ bùi, trong khi lúa đầy kho thì để cho sâu mọt nó chia nhau đục khoét. Lê thứ bần thì thiếu áo đói cơm, văn võ quần thần thì niệm ánh trăng êm, kẻ cùng linh thì chịu nhiều cơ cực. Một chuyến đi sao quá nhiều thảm trạng, ta chẳng chê đòi cuộc sống ở hoàng cung. Công chúa ơi, ta đã chọn rồi. Công chúa ơi, đem thân hỷ xả giúp cho đời. Xả thân ta nguyện lìa cung cách tầm ánh đạo vàng diệt khổ đau. Công chúa ơi,
sợ dĩ ta bỏ ra đi là sau một buổi chiều du ngoạn. Ta thấy cảnh muôn dân chịu lầm than trong dòng tư khổ mà dạ từ bi bẩm bằng quăng tê tay lệ tuôn trào. Càng nhắc càng đau như xé rũ tan lòng, chán cảnh cũng xôn ta tình nơi khổ hạnh. Lê gót dặm trường tầm đạo tu thân, cuộc sống đương thời như án phù du, cõi nhân thế chỉ là cõi tạm. Nên ta quyết đã đi tìm nơi vĩnh viễn, cầu độ cho thần linh thoát khỏi địa tam đồ. Khổ đau dẫu biết rằng hoa nở rồi tàn, trăng tròn lại khuyết, mèo hợp rồi tan. Ai tránh khỏi điều tử biệt sanh ly, nước mắt thế nhân là đại hải bao la. Buồn ba lắm, buồn ba lắm, rồi cũng già cũng chết. Nếu muốn mà được thì đời đâu là bể khổ, nếu hiệp không tan thì trần gian là nước nhược non. Một con người có giác có tri, lấy lẽ đạo làm khuôn vàng thước ngọc. Hương thôn bát ngát tư bài dưới cội bồ đề, sáng được ánh lửa hào quang. Xin cảm ơn quý vị.